cầu thang lối đi lên trên chánh điện nha các bạn. Mới À, bên đó hay chưa? phía bên đây với phía bên kia. À, phía sau đó cũng có lối lên nữa. Các bạn thấy họa tiết, những cái tiết tấu làm rất là sắc sảo. Có hai lối đi lên bộ đi đi bộ lên nha các bạn. Trước đó dưới phía bên đây nè. Đồ đạc thì vẫn còn lộn xộn, chưa sắp xếp hết. Chánh điện thì xong gần 90% nha các bạn. Giờ mình đi vòng ở phía ngoài chánh điện quay cho các bạn xem nha. Giờ mình đang đi về hướng cầu thang ở phía sau chánh điện đi lên trên nè. Bác Thảo đang tiếp tục làm. Rồi, đi lên. Ở đây là lối đi lên từ phía sau chánh điện nha các bạn. Có cửa đi vào. Này là cửa chính phía sau. Chứ có tượng Phật này nè các bạn. Cái tượng này như chưa sơn xong. Giờ mình sẽ cùng các bạn đi vô chánh điện nha. Đây đang lắp đặt bóng đèn. Trên kia có hai ông thợ đang lắp bóng đèn nè các bạn. Bóng đèn ở dưới các bạn thấy á. Bóng đèn này gồm tới 3 tầng lận. Có tượng Phật cũng rất là bự. Tượng Phật rất đẹp nha các bạn. Như các bạn đã thấy trên bức tranh, những cái bức tranh trên tường á là vẽ bằng tay, vẽ thủ công các bạn, chứ không có đúc khuôn gì hết trơn nha. Tinh trần nữa. Trên tường này khó, tinh trần này khó hơn. Trên trần luôn nè. Rất là công phu tỉ mỉ. Rất là to luôn. Mỗi bức tranh này đều có cái ý nghĩa khác nhau mọi người. Ý nghĩa của nó thì mình cũng không có rõ, không có gần lắm. Mỗi bức nó lên ý nghĩa có tuổi từ người sao á. Chung hai con giáp à. Rất là đẹp. Ở trên đây là nơi để các Phật tử
cúng bái đốt nhang. Khi diễn ra lễ kết giới Sima, mình sẽ quay cho các bạn xem cận cảnh nữa nha mọi người. Rất là vui. Rất là đông người. Diễn ở buổi lễ thì diễn ra lận tận tới 3 ngày. Mình nhắc lại địa chỉ ở đây là chùa Sóc Quen Mới, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang nha các bạn. Quay cho các bạn xem cận cảnh ông Phật này.